morning was when I said, in case I go, no need to be stressed, got a ticket, hook is there. I really miss the shade. Đầu tiên là Trang chọn một chiếc đầm đỏ cổ tàu, có chất taffeta, có lót nữa nên là rất là dày dặn, đứng form, chất vải mềm mại, dễ chịu. Với kiểu dáng đầm này thì Trang thấy không chỉ là mặc cho dịp Tết mà mình có thể mặc đi tiệc hoặc là đi chơi trong xuyên suốt năm luôn ha. Với outfit thứ hai thì Trang thấy là năng động hơn và có thể áp dụng là ngay cả đi chơi hoặc là đi chụp ảnh vào những ngày Tết chẳng hạn. Trang phối một chiếc áo lụa nè, cùng với một chiếc chân váy caro. Điểm nhấn là một cái túi màu đỏ mà Trang rất là thích. Mọi người có thể phối với một đôi loafer hoặc là phối với giày bốt đen giống như Trang cũng được nha. Theo thì thay vì là mặc những cái chiếc áo dài cách tân thì Trang chọn cái đầm yếm của local brand được cải biên hơn, với phần vải rất là dày dặn nè, có hoa thêu nổi rất là đẹp và xinh. Màu be này cũng rất là dễ mặc và không hề bị kén da. Phần yếm và phần váy dập ly phía trong thì dính liền với nhau nên là rất là tiện ha mọi người. Và outfit này thì Trang thấy siêu xinh và siêu hấp tuổi luôn. Trang phối một cái áo baby tee nè, cùng với một chiếc chân váy jean dài, rất là năng động, trẻ trung và vẫn có thể mặc cho dịp Tết. Mình chỉ cần phối thêm một chiếc cardigan màu đỏ đô cùng với một chiếc túi màu xanh lá để tạo điểm nhấn cho outfit này hơn ha. Tiếp theo thì Trang có một cái mẫu áo dài cách tân nữa với chất liệu là organza thêu hoa, rất là xinh, nhìn rất là nữ tính, dịu dàng, vẫn thanh lịch nhưng mà vẫn rất là trẻ trung ha mọi người, không có hề bị sến đâu. Phần áo dài và phần chân váy là rời và khi mình mua thì sẽ đi kèm theo set luôn. Với outfit này thì Trang thấy là hợp để mình đi làm, đi chơi hoặc là đi thăm họ hàng vào dịp Tết chẳng hạn. Trang phối một chiếc áo len tâm màu be nè, với một chiếc chân váy caro màu nâu, khoác bên ngoài là một cái áo vải tweed. Để tổng thể outfit được hài hòa hơn thì Trang phối kèm là chiếc túi sandwich màu nâu mà Trang rất là thích. Mọi người có thể phối với sneaker màu be hoặc là đôi giày bốt giống Trang cũng được ha. Và Trang có thêm một mẫu áo dài nữa, mẫu này là năm ngoái Trang có hôn rồi, nhưng mà năm nay Trang thấy vẫn rất là xinh và phù hợp cho các bạn học sinh sinh viên. Vì tuy là áo dài nhưng mà được cách tân với form rộng rãi trẻ trung hơn, cùng với chất vải là kaki nhung rất là dày dặn, đứng form rất là xịn sò ha. Theo là một chiếc đầm màu đỏ mận mà Trang cũng rất là thích. Đây là form đầm baby doll, cực kỳ thoải mái và che khuyết điểm rất là tốt. Tuy nhiên bạn nào có dáng người là tam giác ngược thì sẽ không hợp với kiểu đầm này lắm nha. Mẫu đầm này thì để trẻ trung hơn và năng động, hợp với hàng ngày hơn thì Trang phối một đôi loafer thì sẽ xinh hơn rất là nhiều. Và Trang lại có thêm một mẫu áo dài cách tân nữa. Mẫu này là chất liệu tơ xước, rất là mềm mại, thoải mái. Màu xanh pastel phối cùng màu tím nhạt, rất là xinh xắn và trẻ trung. Không hề bị sến nhưng mà vẫn nữ tính, dịu dàng, rất là dễ thương. Phù hợp cho các bạn học sinh sinh viên muốn mặc những cái kiểu áo dài mà không bị dừ quá ha. Please ignore my restless face, 'cause it's so hard to keep it all. Trang lại có thêm một outfit với tông màu be trắng là chủ đạo nữa. Khi mà phối cả outfit này với nhau thì Trang rất là thích luôn, vì tổng thể nhìn rất là sang, thanh lịch nhưng mà vẫn rất là trẻ trung. Khi Trang thêm điểm nhấn đó là một chiếc túi màu xanh da trời nhạt. Đây là một chiếc túi của local brand tên là Boat Bag, lấy cảm hứng từ chiếc thuyền, rất là mới lạ và cá tính đúng không? Cùng là một set đồ không quá là truyền thống nhưng mà cũng rất là dễ sử dụng và dễ mặc vào dịp Tết này. Trang phối một chiếc áo yếm với chất liệu là organza, có in họa tiết nè, có phần lớp lót lụa ở bên dưới nên là sẽ không sợ bị ngứa hay là khó chịu. Và phối cùng là một cái quần lụa màu trắng, mọi người có thể phối với quần lụa màu đen cũng được ha. Cái áo yếm này Trang rất là thích luôn, mặc dù đã mua hơn 1.5 năm rồi nhưng mà Trang vẫn mặc lại cho những dịp Tết hay là những cái dịp mà đi Hội An, đi Đà Nẵng chẳng hạn, rất là xinh và rất là xứng với giá tiền luôn. Ok, vậy đây là 11 outfit mà Trang gợi ý cho mọi người mặc dịp Tết này, hoặc là mọi người có thể tham khảo những cái outfit này để mình mặc cho cả năm luôn cũng được ha. Thông tin sản phẩm thì Trang sẽ để ở phần mô tả video. Nếu mọi người thích video này thì đừng quên like và subscribe channel của Bitchin Coffee, follow Instagram của Trang. Tạm biệt.